người dân cũng cần hết sức đề phòng khi mà chúng ta di chuyển ngoài trời ở ngoài đường, không nên trú ẩn ở dưới gốc cây hay dưới các cái tán cây hoặc cái dưới các cái mái hiên nhà. Thì tốt nhất là chúng ta nên đứng ở các cái khu vực mà an toàn nhất, là các khu vực ở nhà kiên cố. Tốt nhất là người dân cũng nên hạn chế ra đường khi mà có trời mưa dông. Ngoài ra, người dân trước khi ra đường nên kiểm tra thông tin mưa dông trên website kttvnb.info của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nam Bộ để chủ động biết trước nên đi tới những khu vực nào. Truy cập vào cái mục có ảnh ra là thời tiết. Và từ đó thì ở trong cái mục này thì chúng tôi có các cái thông tin như là về vị trí của các cái và cường độ của các khối mây dông như thế nào, có các cái dự báo và trong khoảng bao nhiêu lâu nữa thì khối mây dông đó sẽ chuyển đến cái vị trí của người dùng, và liệu là cái lượng mưa cũng như là thời gian mưa nó sẽ kéo dài hay không thì người dân có thể biết trước được cái hiện tượng đó. Trong trường hợp buộc phải di chuyển ngoài trời mưa, các chuyên gia khuyến cáo một số lưu ý người dân như sau: kiểm tra thông tin mưa dông trên website của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nam Bộ. Đi chậm khi gặp những đoạn đường trơn trượt, ngập lụt, nên bật đèn xe, duy trì khoảng cách thích hợp với các xe đi trước và các xe bên cạnh, nhất là xe lớn. Tránh các nơi trống vắng, các loại công trình đang xây dựng, sửa chữa. Linh hoạt đổi lộ trình nếu gặp đoạn đường ngập sâu.